Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ ghế, một cái cặp ghế cho các bạn làm xe ba bốn bánh. Cái loại này thì có rất là nhiều chức năng như một cái ghế lái chính của xe ô tô, có thể di chuyển lên, di chuyển xuống, có thể trượt, gập, ngã. Đấy. Gập vào gần 45 độ và ngả ra là 180 độ. Ngả phẳng ra được. Thì cái ghế này nó có các cái kích thước cơ sở đủ để các bạn sử dụng đối với người Việt Nam mình. Đấy. Chiều sâu của cái ghế này là 40 cm, chiều ngang của ghế là 45 cm, chiều cao tựa lưng là 40 cm. Đấy, và chiều cao đến gáy thì cái này nó có thể gập ngả được, cái này có thể đấy. Cái này các bạn bóp vào cái nút này là có thể rút được cái tựa gáy lên cao hoặc xuống thấp tùy theo cái khổ cơ thể. Tính cả phần gáy của người đến đầu này và đến mặt ghế ở mức thấp nhất là 65 cm. Cái ghế này thì nó có cơ cấu gập ngả rất là dễ thao tác. Nó không như cái dòng mà ghế sử dụng núm xoay. Thì rất là khó thao tác khi các bạn đang ngồi trên xe mà các bạn xoay núm để điều chỉnh nó rất là khó. Nhất là đối với các bạn đang lái xe mà xoay núm để điều chỉnh cả gập là cực kỳ khó thao tác và nó không an toàn. Cái này các bạn chỉ cần ngồi ghế kéo cái cần này lên là ghế nó sẽ tự gập vào, nó sẽ tự co lại các bạn, và các bạn muốn ngả ra thì các bạn cứ kéo cái cần này lên và lấy lưng của người ngồi đẩy ra là nó sẽ ngả ra theo một cái cữ và nó sẽ tự hãm lại. Đấy là cái phần ngả gập này nó rất là dễ thao tác. Đây đấy, nó sẽ tự động gập lại như này, và để mà muốn ngả nó ra thì các bạn chỉ cần kéo cái cần này lên. Đấy, và các bạn ngả ra là nó sẽ ngả ra như vậy. Phần dưới bắt đáy của cái ghế thì nó sẽ có hai cái thanh sắt ở dưới này. Đây, nó có khoan cái đế sắt đã sẵn đây rồi. Đây một lỗ này, đây một lỗ này. Các bạn chỉ việc trượt ra, bắt ốc vào với cái phần khung xe là xong thôi. Đấy. Thì mình sẽ đo cho các bạn các kích thước này để một số bạn mua về thay thế thì cũng có thể sử dụng được. Thứ nhất là tim lỗ ốc theo chiều từ đường trước về đằng sau là nó rơi vào khoảng 28 cm, và tim ốc từ bên ghế này qua bên ghế kia của nó là 22-23 cm. Đấy, các bạn có thể mua về để lắp vào những cái ghế xe máy cày hay cái gì đó thì tùy. Còn đây là cơ cấu điều chỉnh. Đây là một cái ghế mới cho nên là mình cũng ngại bỏ băng dính ra, sợ nó bị cũ đi cho nên là. Đây. Cái cơ cấu này là cơ cấu hãm này. Hãm để trượt gập đấy. Khi mà các bạn ngả cái này ra là các bạn có thể trượt được cái thanh ray này đi.